Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Giống Cây Trồng Phú Nông. Trong video lần trước, Phú Nông đã giới thiệu cho mọi người công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý hoa và quả nho hạ đen. Đó chính là công đoạn giãn chùm. Thì sau khi chúng ta giãn chùm khoảng 7 đến 10 ngày, thì bông hoa nho của chúng ta có hiện tượng là nó sẽ nở. Và sau khi chúng ta phát hiện ra cái hiện tượng này, thì chúng ta sẽ sử dụng và thực hiện cái công đoạn thứ hai trong cái quy trình xử lý nho hạ đen. Đó chính là công đoạn là chúng ta sẽ nhúng cái chế phẩm đậu quả để giúp bông hoa nho hạ đen của chúng ta nó đậu quả một cách tốt hơn. Thì dành cho một số bác lần đầu xem kênh của Phú Nông, thì Phú Nông hiện tại đang chia sẻ các kỹ thuật trồng các cái giống cây trồng có cái tiềm năng kinh tế cao tại Việt Nam, bao gồm là nho này, các giống nho như hạ đen, nho mẫu đơn và các giống nho mới khác như nho dết, nho cứu liên sơn và các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao khác, ví dụ như là táo tàu, cung mỹ, rồi ví dụ như là dâu Đài Loan. Quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay, đó chính là chúng ta sẽ tập trung vào cái chế phẩm hỗ trợ đậu quả nho hạ đen. Thì như một số bác trong nghề đã nắm rõ, nhưng mà các bác nào mà chúng ta mới vào nghề ấy, thì các bác có thể chưa biết đó là nho hạ đen ấy, nó là một cái dòng nho tam bội, và dòng nho tam bội hạ đen này nó có khả năng đậu hoa, ra hoa đậu quả tự nhiên rất là kém. Nếu chúng ta mà để tự nhiên ấy, thì thứ nhất là cây nho hạ đen nó ra hoa rất kém, cái thứ hai là khi nó ra hoa được mà chúng ta không sử dụng các cái chế phẩm hỗ trợ để giúp cái cây nho hoa nho hạ đen này nó đậu quả, thì nó sẽ nở, bông hoa sẽ nở và nó sẽ đậu. Tuy nhiên là cái số lượng quả đậu nó rất là kém, như các bác thấy trong hình ấy, là số lượng quả đậu nó rất là kém và dần dần nó sẽ rụng, còn lại một cái số lượng quả rất nhỏ trên cây, bởi vì là bản chất của nó ấy, nó là một cái giống tam bội, tức là bội nẻ, tức là nó không có khả năng sinh sản tự nhiên. Chính vì thế nên là cái khả năng ra hoa đậu quả của nó rất là kém, và bắt buộc chúng ta phải sử dụng cái chế phẩm đậu quả trong cái quy trình xử lý nho hạ đen, thì chúng ta mới có những cái chùm nho để thu hoạch trong thời gian sắp tới. Chính vì thế cái cây nho hạ đen này là nếu chúng ta không xử lý quy trình một cách đúng, cái thứ hai là đầy đủ, thì rất dễ ảnh hưởng đến năng suất của vụ này cũng như là vụ nho tiếp theo. Chính vì thế là cái giống nho này các bác ấy, chủ yếu là chúng ta sẽ trồng kinh tế, còn các bác nào mà trồng nho sân thượng hoặc tại nhà ấy, em đã khuyên rất nhiều, đó chính là cái giống nho hạ đen này chúng ta sẽ hạn chế trồng tại nhà. Đối với các bác mà có kỹ thuật mà nó chưa tốt, chưa ổn định, thì chúng ta không nên trồng giống nho hạ đen này cũng như các giống nho khác, ví dụ như là ngón tay đen hoặc là các cái giống mà có đậu quả như thậm chí là như cờ liêm sơn. Rồi, sau khi chúng ta nhúng giãn chùm khoảng 7 đến 10 ngày, đây là hình ảnh chùm nho sau khi giãn chùm các bác nha, là nó sẽ dài khoảng từ 10 đến 15, 20 cm. Và sau khi chúng ta giãn chùm từ 7 đến 10 ngày ấy, thì chúng ta sẽ thấy một cái hiện tượng, đó là bông hoa nho của chúng ta nó sẽ có hiện tượng nó nở. Những bông hoa nho trên chùm nho nó sẽ nở, nó nở và nó gọi hay một số người gọi là sổ nhụy, là nó bắt đầu nó nở. Và khi nó nở như này thì chúng ta sẽ tác động bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng cái chế phẩm đậu quả trên cây nho hạ đen. Đây các bác thấy này, là cái thời điểm ấy, khi mà cây nho nó bắt đầu nó có một số bông hoa nho nó nở là cái thời điểm mà các bác đã phải chuẩn bị cái chế phẩm đậu quả rồi. Và cái khoảng thời gian tốt nhất để chúng ta nhúng chế phẩm đậu quả là vào khi mà cái số lượng cành bông hoa nho của chúng ta trên vườn ấy nó cũng nở đạt cái khoảng từ khoảng trên 50% trở lên, và cái bông hoa nho này của chúng ta nó nở khoảng đạt từ 50 đến 70% là chúng ta bắt đầu chúng ta có thể nhúng cái chế phẩm đậu quả này được rồi. Và có thể là các bác sẽ chúng ta sẽ chia thành nhiều đợt,
nếu bông hoa nào mà ra trước, nở trước thì chúng ta sẽ nhúng trước. Và khi mà bông hoa nho cả vườn ấy nó nở đều tất cả như này thì chúng ta sẽ rất thuận tiện cho quá trình chúng ta nhúng cái chế phẩm đậu quả. Tuy là cái chế phẩm đậu quả này nó hiện nay nó được sử dụng rất phổ biến, đặc biệt là đối với cái nghề trồng nho hạ đen tại khu vực miền Bắc. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua ấy thì cái số lượng đơn vị cung cấp các cái loại chế phẩm vật tư này cho cái ngành nho để giúp cái bông hoa nho rồi năng suất nho hạ đen tại miền Bắc nó cao ấy thì nó không có nhiều, cái số lượng đơn vị cung cấp là rất là ít. Chính vì thế nên thành ra nó xảy ra một cái hiện tượng đó là nông dân của chúng ta ấy sử dụng thì vẫn sử dụng, mua về sử dụng và hướng dẫn được các đơn vị tổ chức hướng dẫn sử dụng, nhưng mà chúng ta không hiểu rõ cái bản chất của cái chế phẩm của chúng ta đang dùng nó là cái chất gì ở trong cái dung dịch đó. Và cái dung dịch người ta bán cho chúng ta nhúng cái chế phẩm nhọ đen này nó có thực sự tốt, nó có thực sự đúng, nó có thực sự là hiệu quả nhất khi chúng ta ứng dụng vào cây nho hạ đen tại Việt Nam, tại vườn của chúng ta hay không thì chúng ta cũng không biết, bởi vì là những cái thông tin đó nó gọi là cái bí mật của nghề trồng nho. Một số hiện nay ấy, là có rất nhiều đơn vị người ta bán là người ta sẽ chuyển giao công nghệ, và khi chuyển giao như thế thì các bác sẽ phải mất phí, chúng ta phải mất phí để học các cái quy trình xử lý, nhưng chúng ta cũng không thể nào nắm rõ được cái bản chất các cái hóa chất rồi các cái chất mà chúng ta sử dụng trong quá trình trồng nho. Chính vì thế là Phú Nông đã phải ra một cái chuỗi video này để giới thiệu, thứ nhất là giới thiệu tới các bác cho chúng ta biết được những cái chất mà chúng ta đang sử dụng là chất gì, thứ hai là những chất đó nó có an toàn không, và cái thứ ba ấy, là nếu may mắn mà có bác nào mà chúng ta đam mê nghiên cứu xem được cái video này của Phú Nông, chúng ta từ những cái thông tin hữu ích này của Phú Nông chúng ta bắt đầu tổng hợp, chúng ta thí nghiệm, chúng ta nghiên cứu và phát triển nó lên ứng dụng cho nhiều loại nho, nhiều cái công thức áp dụng cho một loại nho này và ứng dụng cho nhiều loại nho khác nhau. Ngoài ứng dụng cho nho, chúng ta có thể ứng dụng cho các cái cây ăn quả khác tại Việt Nam và trên thế giới để đưa cái nền nông nghiệp Việt Nam chúng ta ấy trở thành một cái nền trồng nho mà xứng sánh vai, có khả năng sánh vai với các cái cường quốc trồng nho khác trên thế giới, ví dụ như Nhật, như Hàn, như Trung Quốc, như Mỹ. Các bác biết là Nhật, Hàn ấy cái diện tích trồng nho của người ta rất nhỏ nhưng người ta lại có cái thương hiệu. Một trong cái nền tảng của cái thương hiệu đó chính là cái kỹ thuật và cái công nghệ trồng nho của họ ấy. Bây giờ chúng ta mới bước vào nghề trồng nho nhưng em rất mong là Phú Nông, bản thân em có thể đóng góp những cái kiến thức đến cho nhiều người, nhiều cái tầng lớp ở Việt Nam để chúng ta tiếp cận, và từ những kiến thức cơ sở này chúng ta phát triển nó nên trở thành một cái lĩnh vực khoa học trồng nho tại Việt Nam. Rồi quay lại với cái chế phẩm đậu quả này. Các bác sau khi chúng ta dùng cái chế phẩm mà giãn chùm ấy thì như hôm trước em giới thiệu cho các bác ấy, bản chất của cái chế phẩm giãn chùm này chính là GA3. Và em cũng có giới thiệu thêm đó là GA3 ấy, nó xuất hiện trong tất cả các cái công đoạn xử lý của nho hạ đen và rất nhiều loại nho khác cũng như các cái loại cây trồng khác mà chúng ta đang trồng, đang sử dụng, đang ăn hàng ngày tại Việt Nam và trên thế giới. GA3 nó là một cái hóa chất được sử dụng phổ biến nhất trong tất cả các chất trên thế giới ứng dụng trong cái nền nông nghiệp. Bản thân của nó ấy, bản chất của nó ấy, nó là một cái loại hormone sinh trưởng. Cái này thì các bác có thể tìm hiểu rõ thêm
trong nhiều cái tài liệu, rồi thậm chí trên Google người ta cũng có giải thích rất là nhiều, thì các bác có thể tìm hiểu thêm. Còn đối với nghề trồng nho chúng ta ấy, chúng ta tập trung vào ba cái công dụng chính của GA3 mà nó ứng dụng ngay trong cái nghề trồng nho hạ đen. Thứ nhất là giãn chùm này, nó kéo dài cái chùm hoa nho của chúng ta, đặc biệt là đối với các cái giống nho mà nó có quả nhỏ, ví dụ như là nho hạ đen, nho Crimson, thì chúng ta cần phải kéo giãn nó ra để chùm của chúng ta nó dài ra và để nó thuận tiện trong quá trình chúng ta chăm sóc, cắt tỉa hoa quả cũng như là tăng cái kích thước quả lên. Và nó lại xuất hiện một lần nữa trong cái chế phẩm đậu quả. GA3 ấy, nó có cái tác dụng hỗ trợ đậu quả rất tốt. Chính vì thế trong cái điều kiện thời tiết mà không chỉ là đối với nho hạ đen nhé, mà tất cả các loại nho khác hoặc là các cái loại cây trồng khác, là các bác có thể ứng dụng cái GA3 này để phun, đặc biệt là trong cái thời tiết bất lợi, ví dụ là âm u, mưa, hoặc là trong thời tiết tức là nói chung là nó là bất lợi, nó khiến cho cái cây trồng của chúng ta nó có khả năng mà đậu hoa đậu quả kém, thì chúng ta nên bổ sung GA3 để giúp cây trồng đậu quả. Đấy, thì bản chất ấy, cái yếu tố đầu tiên của cái chế phẩm đậu quả này chính là GA3. Tuy nhiên thì cái nồng độ GA3 ở trong cái chế phẩm đậu quả mà trực tiếp là nho hạ đen này nó sẽ khác với cái nồng độ GA3 khi chúng ta sử dụng giãn chùm. Nếu các bác nào mà chưa theo dõi cái video mà hướng dẫn sử dụng cái chế phẩm giãn chùm ấy và bản chất của chế phẩm giãn chùm là gì ấy, thì các bác xem lại, thì em có giải thích rất rõ. Em chỉ tóm tắt là chế phẩm giãn chùm này thì GA3 bản chất của nó là chỉ có GA3 không, và GA3 này nó có nồng độ từ 5 đến 10 ppm. Và đối với cái chế phẩm đậu quả thì cái hàm lượng GA3 ở trong cái chế phẩm đậu quả này nó sẽ dao động từ 20 đến 25 đối với nho hạ đen. Còn đối với các cái loại nho khác ấy, thì nó có cái nồng độ khác nhau, có những cái loại nho ấy thậm chí nó lên đến 100 ppm, 200 ppm, hoặc là thậm chí là rất là nhỏ, ví dụ 5-10 ppm thôi. Thì chúng tức là từng loại nho nó sẽ có cái quy trình xử lý và cái hàm lượng GA3 khác nhau. Còn đối với nho hạ đen thì các bác lưu ý và nhớ giúp em, đó là trong cái giai đoạn đậu quả này chúng ta sẽ sử dụng cái GA3 với cái liều lượng là từ 20 đến 25 ppm. Còn ppm là gì ấy, thì các bác lên Google các bác tra cái cách tính, cách sử dụng, cách tính toán ra cái ppm. Ppm nó là nồng độ chất tan. Quay lại với bản chất chế phẩm đậu quả ấy, thì ngoài GA3 ra thì chúng ta còn có các cái vi lượng, ví dụ như là chung vi lượng, ví dụ là canxi này, bo này, các bác thường nghe rất nhiều là canxi bo hỗ trợ đậu quả, rồi mangan, kẽm, molybden, Fe tức là sắt, Cu tức là đồng, đây là Mn là mangan thì các bác nha. Thì các cái vi lượng này nó đóng vai trò tức là hỗ trợ cây đậu quả ngoài cái GA3. Tuy nhiên các bác lưu ý là GA3 vẫn phải là số 1. Nếu chúng ta chỉ phun vi lượng không ấy thì nho hạ đen nó cũng có đậu nhưng mà tỷ lệ đậu rất thấp. Các bác lưu ý nha, là nho hạ đen là bắt buộc phải có GA3. Vi lượng có thể không cần nhưng GA3 là bắt buộc phải có. Đấy, cái vi lượng này này thì các bác có những cái loại chế phẩm ấy nó điều chế thành cái dạng nước ấy, thì các bác có thể pha cùng với GA3 trong quá trình chúng ta nhúng cái bông hoa nho trong khi nó bắt đầu nó nở. Tuy nhiên là thông thường ấy, cái vi lượng này các bác sẽ phun thông qua lá trước khi, sau khi chúng ta nhúng giãn chùm xong ấy, thì chúng ta có thể phun vi lượng một đợt, vi lượng phun trước giãn chùm một đợt, sau giãn chùm một đợt, hoặc là chúng ta chỉ cần phun một đợt trước khi chúng ta, sau khi chúng ta giãn chùm, trước khi bông hoa nho chúng ta nở để nó cung cấp các cái vi lượng này cho cây. Đấy, thì bên em hiện nay đang cung cấp cho các cái farm ấy,
là cái vi lượng hỗn hợp là bao gồm cả chung vi lượng đa lượng, đó là NPK, và cộng thêm cái vi lượng này. Thì cái gói này là nó sẽ giúp cho, thứ nhất là hỗ trợ đậu quả này, thứ hai ấy, là nó phát triển cái bộ lá và cái bộ rễ với cái hàm lượng nitơ và phốt pho rất là cân đối đó. Hai cái nhân tố GA3 và vi lượng này là hai cái nhân tố quan trọng nhất, trong đó GA3 bắt buộc vi lượng chiếm khoảng 20 đến 30%. Ngoài hai cái nhân tố này ra thì có một số cái chất điều hòa sinh trưởng khác. Đây là cái thứ không bắt buộc và là cái thứ mà nó áp dụng cho các cái loại nho khác nhau, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chất điều hòa sinh trưởng này khác nhau, thậm chí là chúng ta không dùng. Còn riêng đối với nho hạ đen thì chúng ta sẽ chỉ cần GA3 cộng thêm cái vi lượng này nếu có, các bác nhúng cùng hoặc các bác phun. Đấy, chốt lại trong cái chế phẩm nho hạ đen thì các bác sẽ sử dụng nồng độ GA3 từ 20 đến 25 ppm, vi lượng thì các bác phun qua lá hoặc nhúng cùng. Còn cái chất điều hòa sinh trưởng này, bác nào thông thạo hơn nữa về nho thì em sẽ giới thiệu thêm. Còn riêng với hạ đen này chúng ta có thể không cần dùng. Đấy, thì cái hàm lượng GA3 ấy nó sẽ là từ 20 đến 25 ppm. Thì cái tại sao nó lại là từ 20 đến 25 ppm mà nó không phải là 20 hoặc 25 ppm? Bởi vì giả sử ấy, các bác nhúng ở trong cái điều kiện thời tiết ví dụ là nó nắng nóng thì chúng ta sẽ hạ cái nồng độ GA3 xuống, nó xuống còn khoảng 20. Còn nếu mà thời tiết nó mát mẻ thì chúng ta sẽ dùng 25. Hoặc trong cái trường hợp là trước đó ấy, đặc biệt là đối với các bác nào mà chúng ta trồng nho mà tại nhà ấy, chúng ta không rành về kỹ thuật trồng nho hạ đen, thì chúng ta sẽ sử dụng mí gộp. Xử lý gộp này sẽ như nào? Các bác sẽ không giãn chùm nữa, bỏ qua cái bước giãn chùm này, mà chúng ta sẽ chỉ dùng hai cái bước, đó là bước đậu quả và cái bước to quả. Thì các bác sẽ tăng cái liều lượng GA3 lên ở trong cái giai đoạn mà đậu quả lên, có thể các bác tăng lên khoảng 30 35 ppm cũng được. Còn đối với mùa hè thì chúng ta sẽ dùng cũng sẽ khoảng từ 20 đến 25 ppm. Đấy, em vừa phân tích rõ cho các bác cái bản chất của cái chế phẩm đậu quả này rồi. Đấy, thì sau khi chúng ta nhúng cái chế phẩm đậu quả này khoảng 3-4 ngày ấy, thì hoa nho của chúng ta nó sẽ bắt đầu nó đậu. Bác thấy là những cái quả nhỏ nhỏ này nó đã đậu rồi này. Đấy, còn nếu mà các bác không nhúng ấy thì tỷ lệ đậu nó rất là kém như thế này. Nó sẽ rụng và nó rụng sinh lý dần, dần dần nó ra hụt hết. Có một số lưu ý cho các bác khi chúng ta sử dụng cái chế phẩm GA3 này, chế phẩm đậu quả này để chúng ta nhúng vào hỗ trợ đậu quả cho nho hạ đen. Thứ nhất là các bác lưu ý là nhúng vào thời điểm mát mẻ này. Các bác sẽ nhúng vào ví dụ là nhúng vào buổi sáng từ khoảng 6 đến 8 giờ sáng, còn buổi chiều là từ khoảng 4 đến 6 giờ chiều. Đó là cái thời điểm mát mẻ để chúng ta sẽ nhúng cái chế phẩm đậu quả này. Cái thứ hai là chúng ta không nhúng quá sớm hoặc quá muộn. Tức là nếu mà cái bông hoa nho của chúng ta ấy, nó có cái hiện tượng nở nhưng mà nó mới chỉ nở khoảng 5-10%, bắt đầu lác đác có bông hoa nó nở và trên chùm hoa nó chỉ nở khoảng mấy bông ấy, mà chúng ta nhúng đồng loạt quá sớm ấy thì hiệu quả nó cũng sẽ không cao. Hoặc nếu chúng ta đã để cho cái quả nó đã đậu như thế này mà chúng ta nhúng ấy thì cái hiệu quả của nó ấy cũng sẽ không không có nhiều hiệu quả như thời điểm chúng ta sẽ nhúng vào cái khoảng mà từ số lượng bông hoa trên một chùm ấy nó nở khoảng từ 60 đến 70% là chúng ta nhúng, mà cái thời điểm đấy là thời điểm đẹp nhất. Rồi, thứ hai là các bác phải nhúng đúng liều lượng. Cái đúng liều lượng này nó rất quan trọng, bởi vì là như em phân tích trong cái chế phẩm giãn chùm này là có rất nhiều bác là chúng ta thứ nhất là cũng có thể là chúng ta không rành
về cái pha chế, hoặc là chúng ta tham, nhiều bác rất tham, là chúng ta sẽ để cái hàm lượng nó cao, nó dẫn tới cái hiện tượng đó chính là cái bông hoa của chúng ta này nó kéo giãn, nó kéo dài một cách rất nhanh. Các bác lưu ý là GA3 trong giai đoạn này, cái mục đích chính của nó dùng trong cái giai đoạn đậu quả này là hỗ trợ cái nho hạ đen nó đậu quả. Tuy nhiên các cái tính chất khác của GA3, ví dụ là kéo giãn chùm nho này, nó kéo dài ấy, và làm to quả, nó vẫn được ứng dụng và nó vẫn thể hiện khi chúng ta nhúng GA3. Và nếu chúng ta mà nhúng quá liều lượng ấy, thì cái bông hoa nho nó kéo dài ngoằng, nhiều bác để ấy, nó dài đến tận từ 30 đến 40 cm, thậm chí là sau khi các bác nhúng ấy, nó cong hết lại, cái bông hoa chúng ta sẽ cong vêu và nó dễ dễ dẫn tới cái hiện tượng đó là nó bị gãy cái bông hoa nho sau khi chúng ta nhúng, hoặc là khi quả nó lớn lên chùm nho nó nặng thì nó gãy. Và dài như thế cũng không để làm gì, bởi vì là số lượng quả trên bông, một bông ấy chúng ta sẽ chỉ để ở một cái mức độ nhất định, số lượng nhất định thôi, và nếu chúng ta để quá nhiều ấy thì cái chất lượng cũng như cái mẫu mã của nó sẽ kém đi. Chính vì thế là các bác lưu ý giúp em là phải đúng liều lượng là từ 20 đến 25 ppm. Cái thứ tư ấy là cái chế phẩm hỗ trợ đậu quả này nó có thể ứng dụng trên nhiều cái loại nho khác nhau, nhưng như em vừa phân tích ấy là mỗi cái loại nho nó sẽ có cái liều lượng và cái hàm lượng cũng như cái thời điểm nhúng khác nhau. Nên chính vì thế là nếu các bác mà có cái các cái giống nho khác, chúng ta vẫn có thể dùng ứng dụng trên các loại nho khác, nhưng cái hiệu quả ứng dụng trên các loại nho đấy 100% thì chắc chắn là không được. Nhưng chúng ta có thể thử nghiệm thay đổi cái hàm lượng, cái liều lượng sao rồi cái thời điểm đúng sao cho nó phù hợp với cái loại nho đó nhất thì là ok. Ví dụ như là nho mẫu đơn này thì cái hàm lượng cái này thì thôi em xin phép sẽ để giới thiệu cái quy trình xử lý nho mẫu đơn cho các bác vào một số cái video video sắp tới, bởi vì là thực sự ấy là cái nho hạ đen này nó là một cái giống nho mà nó đã trồng phổ biến tại Việt Nam một 3 4 năm trở lại đây rồi, thì em có thể em công khai cái quy trình này trên các phương tiện truyền thông đại chúng được, để cho các bác nào mà bây giờ hiện tại chúng ta đang trồng hoặc là hiện tại chúng ta đang nghiên cứu về nho, chúng ta có tư liệu để chúng ta gọi là chúng ta tham khảo. Còn ví dụ như nho mẫu đơn này thì nó mới phát triển tại Việt Nam, nho mẫu đơn hay gọi là nho sữa đấy các bạn, thì nó mới phát triển ở Việt Nam cách đây khoảng 2 3 năm và cái diện tích nó không còn nhiều. Bây giờ thì cái dự tính của em năm nay ấy, là em đã có dự tính từ năm ngoái là sang năm nay em sẽ công khai cái quy trình nho mẫu đơn này, xử lý nho mẫu đơn tất tần tật các thứ xung quanh, bao gồm là từ trồng chăm sóc rồi tỉa hoa tỉa quả rồi xử lý chế phẩm nho mẫu đơn như thế nào. Tuy nhiên thì nói thật với các bác là cũng phải giữ lại cái cần câu cơm, cái là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nó còn ảnh hưởng tới rất nhiều các cái đơn vị khác ở Việt Nam, bởi vì là cái vấn đề này nó là cái bí quyết, nó là bí quyết nghề trồng nho, nó rất khó. Đến như nho hạ đen này hiện nay người ta vẫn còn đang thu phí chuyển giao công nghệ mấy chục triệu một sào đấy chứ không ít đâu, nhưng mà bên em là bên em hỗ trợ miễn phí tất cả các bác mà cần lấy cây giống bên em thì bên em hỗ trợ miễn phí. Còn còn bây giờ em đã công khai ở trên mạng internet này rồi, trên YouTube này rồi, thì các bác có thể là chúng ta tiếp cận một cách dễ dàng hơn. Còn trước đây là em chỉ miễn phí cho các bác nào lấy giống bên em thôi, và bây giờ là em cũng xin tiếp tục là miễn phí cái quy trình xử lý nho mẫu đơn này cho tất cả các bác nào lấy giống của bên em. Còn cái việc công khai ở trên mạng, trên internet và trên YouTube ấy,
thì cái đấy nó rất là có. Anh em thì sẽ chia sẻ phần nào các cái quy trình, ví dụ là tỉa quả rồi thời điểm nhúng, còn cái hàm lượng các chất ấy thì xin hẹn các bác vào giữa cuối hoặc là đầu sang năm, thì em giữa năm nay hoặc cuối năm nay hoặc là đầu sang năm thì em sẽ công bố quy trình. Bởi vì là sớm muộn gì cái giống nho mẫu đơn này nó cũng sẽ phổ biến như nho hạ đen, và cái giống nho mẫu đơn này nó còn có nhiều đất diễn hơn là nho hạ đen, bởi vì là nó kháng bệnh tốt, quả nó ăn ngon, giá bán nó cao, mà người nông dân trồng nó nhàn. Đấy thì em sẽ chắc chắn là em sẽ công khai quy trình mẫu đơn, nhưng mà ở trong một cái thời điểm khác, rất mong các bác lượng thứ. Còn các cái giống nho khác ấy, ví dụ như là nho dết hoặc là nho cream sơn hoặc là nho kim cương, thì hiện tại là Phú Nông đã đầy đủ quy trình hết tất cả về cái xử lý hoa quả rồi. Tuy nhiên thì các bác cũng hết sức thông cảm là các bác nào nếu lấy giống bên em thì em sẽ chuyển giao miễn phí về cái rõ ràng về cái quy trình trồng và cái hàm lượng các chất, còn em sẽ chỉ chia sẻ công khai hiện tại được các cái thời điểm rồi cái cách xử lý hoa như thế nào thôi, thì rất mong các bác thông cảm. Bởi vì nó ảnh hưởng không chỉ đến cái miếng cơm manh áo của em mà nó còn ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của rất nhiều người, và đôi khi nó lại là lợi bất cập hại, chia sẻ được các bác nhưng mà nó lại mang tai họa đến cho bản thân mình thì không tốt, rồi rất mong các bác thông cảm nhé. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em xin chốt lại các cái thông tin về cái chế phẩm hỗ trợ đậu quả này cho các bác biết. Thứ nhất là nho đen là bắt buộc phải sử dụng chế phẩm đậu quả mà bản chất nó là GA3, không dùng GA3 thì sẽ không đậu quả hoặc đậu quả rất kém và quả sẽ rụng sinh lý đi gần như là hết trong quá trình cái chùm nó lớn lên. Đấy, chính vì thế là các bác bắt buộc phải sử dụng chế phẩm đậu quả này, không dùng là không được. Còn bác nào mà chúng ta đi theo trường phái hữu cơ hoặc là chúng ta không có kỹ thuật trồng nho hoặc chúng ta không tìm hiểu thì tốt nhất chúng ta không trồng hạ đen. Đấy, em xin tư vấn thực tế là như thế. Còn về ví dụ như là nồng độ, rồi thì nồng độ là sẽ từ 20 đến 25 ppm, thời điểm là khi cái bông hoa nho của chúng ta nó có hiện tượng nó nở đến khoảng 60-70% là chúng ta có thể dùng cái chế phẩm hỗ trợ đậu quả này rồi. Đấy, còn hiện nay trên thị trường ấy thì có nhiều cái đơn vị người ta bán cái chế phẩm hỗ trợ đậu quả này với nhiều cái tên khác nhau, ví dụ là chế phẩm hỗ trợ đậu quả như bên em đây, Phú Nông đây, rồi có nơi thì nó ghi là đậu quả, có nơi nó ghi là bảo vệ quả, bảo vệ hoa, thì bản chất nó vẫn là cái chế phẩm đậu quả này nhúng vào cái thời điểm mà hoa nở mà thôi. Các bác lưu ý nha, bản chất nó vẫn là GA3. Đây, bản chất của cái chế phẩm đậu quả này vẫn là GA3. Đấy, rồi, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác trong các video lần tới. Thì sắp tới em sẽ về quy trình hạ đen ấy. Ngoài cái giãn chùm này, đậu quả ra thì nó sẽ thêm một cái vài bước nữa. Đó là thứ nhất là cái bước thứ ba ấy là sẽ là to quả. To quả thì nó sẽ sau khoảng 10 ngày nhúng đậu quả chúng ta sẽ nhúng to quả. Còn rồi nếu các bác mà muốn xử lý cho chùm nó to nó đẹp, nó bóng, nó cuống nó nhỏ, nó bớt cái ảnh hưởng từ các cái hóa chất chúng ta sử dụng vì cuống nó sẽ bị to ấy, thì nó thêm một vài công đoạn nữa, đó là đẹp quả rồi chúng ta sẽ phòng nấm cho nấm cuống ấy, nấm cuống, nấm xám rồi thối nhũn cho nho hạ đen. Đấy thì em sẽ giới thiệu trong cái giới thiệu các quy trình đó trong cái thời gian sắp tới. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.